Giáng sinh và giáo hội. Đêm nay Giáng sinh, con theo chân mục đồng về máng cỏ Bethlehem chiêm ngắm Đức Giêsu và cầu nguyện cho giáo hội. Con nhận ra máng cỏ Bethlehem chính là tiền thân của giáo hội, đúng hơn là giáo hội thu nhỏ nhưng đầy đủ trọn vẹn. Thực vậy, máng cỏ Bethlehem là giáo hội vì ở đó có Thiên Chúa và con người, có Thiên Chúa cực thánh toàn năng giàu lòng thương xót và con người bất toàn nhiều giới hạn và luôn cần được xót thương. Máng cỏ Bethlehem là giáo hội vì là nhà của Thiên Chúa, ở đó con người yếu đuối tội lụy được diễm phúc ở cùng, chia sẻ cuộc sống và đồng hành với Thiên Chúa đấng cứu độ của mình. Máng cỏ Bethlehem còn là giáo hội vì ở đây Thiên Chúa muốn kêu gọi mọi người về sum họp bên Ngài. Nhận ra giáo hội là máng cỏ Bethlehem, con sẽ không nghi ngờ giáo hội không có Chúa khi con đau lòng nhìn những thiếu sót khuyết điểm, kể cả những gương xấu đồi bại đáng ghê tởm của những người ở trong và thuộc về giáo hội. Vì Chúa muốn giáo hội của Chúa quy tụ mọi người, bất kể ai, từ thánh nhân đến tội nhân, từ hiền nhân quân tử đến tiểu nhân ác nhân, từ người thiện tâm đến người lòng lang dạ thú. Bởi duy nhất một lý do, giáo hội của Đức Giêsu không là tổ chức chỉ quy tụ, tuyển chọn những con người tài giỏi thánh thiện, nhưng là con tàu cứu độ tiếp đón mọi người để tất cả được cứu rỗi. Nhận ra giáo hội là máng cỏ Bethlehem, con sẽ không bất mãn nổi loạn, nguyền rủa lên án giáo hội nếu giáo hội không làm theo ý kiến của con và nhiều người. Bởi mục đích của giáo hội không để thỏa mãn những nhu cầu thuần trần thế, nhưng chính yếu là thực hiện thánh ý Chúa Cha, là đem lại cho mọi người ơn cứu độ siêu nhiên, nghĩa là được sống đời sống con cái Thiên Chúa và được hạnh phúc đời đời trong vương quốc tình yêu của Ngài. Nhận ra máng cỏ Bethlehem là giáo hội, con sẽ không nóng nảy bực bội nếu giáo hội không thẳng tay loại trừ những thành phần bất hảo, không chịu sám hối ăn năn, làm mất mặt giáo hội thánh thiện của Đức Giêsu. Bởi giáo hội là mẹ nhân lành, luôn xót thương con cái mình và là bóng mát ủi an, núi đá che chở an toàn cho đàn con khốn khổ nương náu. Nhận ra máng cỏ Bethlehem là giáo hội, con sẽ bớt quyết đoán và không còn thành kiến với những người không cùng giai cấp trình độ chính kiến với con trong giáo hội. Vì Thiên Chúa muốn tất cả quy về một đàn chiên dưới quyền một Chúa Chiên trong giáo hội của Ngài. Nhận ra máng cỏ Bethlehem là giáo hội, con sẽ không phê phán hồ đồ, chỉ trích vô trách nhiệm, chống đối vô căn cứ hoặc vô liêm sỉ ngấm ngầm giật dây và ác độc tìm cách chà đạp danh dự uy tín của những người có trách nhiệm trong giáo hội, mà động cơ chỉ là ganh tị, ghen ghét, ích kỷ, kiêu căng. Bởi giáo hội trước hết và trên hết chính là một thân thể mà các chi thể liên đới hỗ tương hiệp nhất để yêu thương phục vụ nhau, như Đức Giêsu là đầu của thân thể, luôn yêu thương phục vụ và hiến mạng sống mình vì thân thể mầu nhiệm là giáo hội của Ngài. Nhận ra máng cỏ Bethlehem là giáo hội, con sẽ từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực đang lôi kéo con xa dần anh em vì những thị phi giai cấp, những bối bác phân biệt kỳ thị. Bởi giáo hội là nhà của Thiên Chúa đang ở giữa con người, và nhà này không bao giờ đóng cửa, cũng không tường cao rộng kín. Và khi nhận ra máng cỏ Bethlehem là giáo hội, con cũng nhận ra mình có mặt trong hàng ngũ những người không yêu mến hay chưa yêu mến giáo hội đủ, trong tập thể những người phê phán, chỉ trích, hạch hỏi thay vì cảm thông, che chống, bênh vực và cộng tác chân thành để phát triển, xây dựng giáo hội. Con cũng nhận ra quá khứ nhiều lố bịch dị hợm của mình khi hung hãn lớn tiếng, ngạo mạn nặng lời lên án người có tội, có lỗi, yếu đuối, bất toàn trong giáo hội, trong khi chính con lại là tội nhân đáng trách, phạm nhân cần được khoan hồng giảm án, và đứa con hoang đàng đang thiết tha khẩn nài lòng thương xót của Chúa và của anh em. Giáng sinh năm nay, một mình trước giáng cỏ Bethlehem, xin cho con lòng yêu mến và nhiệt huyết phục vụ giáo hội. Vì con biết, không thể yêu mến và phụng sự Chúa
Nếu không yêu mến và hết lòng phục vụ giáo hội là thân thể và hiền thê yêu dấu của Đức Giêsu, Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Mừng là mừng vui lên giáo hội Việt Nam ơi, mừng là mừng vui lên hỡi người Việt Nam ơi, hợp lòng dâng lên chót tâm tình nồng, hòa ngàn câu ca với hương hoa dịu dàng, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa quyền linh. Vì là ngày hôm nay giáo hội Việt Nam ta nhận từ bàn tay Cha chứa tràn tình bao la, vì ban hồng ân phúc thiêng tuyệt vời, vì ngàn công lao bao chứng nhân vụt dạng ngời, màu đào của Cha ông hy lễ tuyệt vời. Dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến. Mừng là mừng vui lên giáo hội Việt Nam ơi, mừng là mừng vui lên hỡi người Việt Nam ơi, chiều chiều con tim ngát say nhịp mừng, hòa ngàn tình yêu sáng lên khung trời hồng, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa quyền linh. Đồng một lòng kiên trung giáo hội Việt Nam ta, hòa một lòng tin yêu chúng khen tình bao la, tình của Cha thương cháu con lạc hồng, tình đã ân trao bao chứng nhân gương hào hùng, màu đào của Cha ông tô thắm thập từ. Dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến. Giáo hội Việt Nam ơi, mừng là mừng vui lên hỡi người Việt Nam ơi, hợp lòng dâng lên chót tâm tình nồng, hòa ngàn câu ca với hương hoa dịu dàng, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa quyền linh. Là ngày hôm nay giáo hội Việt Nam ta nhận từ bàn tay Cha chứa tràn tình bao la, vì ban hồng ân phúc thiêng tuyệt vời, vì ngàn công lao bao chứng nhân vụt dạng ngời, màu đào của Cha ông hy lễ tuyệt vời. Dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm mến, dâng hợp dâng lên Cha ngàn câu cảm tạ, dâng hợp dâng lên Cha muôn lời cảm.